Một khu du lịch sinh thái nằm không quá xa khu trung tâm, dành cho các bạn thích đi du lịch nhưng mà hơi lười. Mình vừa có thả tắm suối và nướng thịt ngoài trời. Hello mọi người, lại là Min đây. Cả team xuất phát lúc 9 giờ mà vẫn không quên ghé vào làm một tô bánh canh cua để ăn mất dạ. Chuyến đi sẽ mất tầm 1 giờ đồng hồ và điểm đến nằm ở Thủ Đức. Trộn vía là bữa nay trời nắng đẹp, con đường thì có hơi lằn xằn ngoằn và chị Google lại dắt mình đi rất là vòng vòng. Vé vào cổng sẽ là 90 cành hoa cho một người. Các bé nhỏ nhỏ dưới 1m2 là sẽ được free. Các bạn lưu ý khu du lịch sẽ không mở cửa vào ngày thường, chỉ mở vào cuối tuần thôi. Dịp hè mà mình vào đây chơi là hết bài. Ở đây thì hình như mình thấy mọi người thả tự ý mang đồ ăn vào. Và ở trong đây cũng có phục vụ đồ ăn sẵn nữa. Ngoài tắm suối chèo thuyền ra thì trong đây còn có vườn rau, vườn hoa, vườn thú. Ví dụ mình lớn lớn xíu thì mình tắm suối, còn nếu không mấy bé nhỏ nhỏ thì mình tắm hồ bơi. Đi vào dịp cuối tuần á mình thấy khá là đông, nên cái khâu mà đợi đồ ăn á hơi bị lâu luôn. Do cũng đang rảnh rỗi và thời gian nên tụi mình đã quyết định thuê bạt, thuê bếp than. Sau đó mình sẽ mua thịt ướp sẵn rồi tự nướng. Sau khi thuê bếp và bạt thì mình muốn trải ra ngồi ở đâu thì mình ngồi. Trời tuy hơi nắng nhưng mà do có gió nên thời tiết cũng rất là dễ chịu. Team của mình đi 4 người tính luôn cả đồ ăn và nước uống là rơi vào khoảng tầm 600 năng lượng. Các loại nguyên liệu sẽ được ướp sẵn rồi, còn nước chấm thì mình tự lấy. Tuy là mình mua đồ ăn nhưng mà cả phần muỗng đũa cũng phải bỏ tiền ra mua đó mọi người. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau muốn vào đây chơi mọi người nên chuẩn bị tất cả mọi thứ ở nhà cho nó đầy đủ. Các món ăn ở đây mình thấy ướp cũng khá là ok. Ủa, em đang nướng BBQ chứ không có nhu cầu ăn cơm. Chốt lại tất cả mọi thứ thì mình thấy chỗ này khá là ổn, nhưng mà tới khúc này thì không ổn cho mấy. Đang ăn uống vui vẻ thì phát hiện suốt cộng mi giả, mà ông trời có bao giờ thuận theo ý người. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Đi thì có xem ngày nhưng lại quên không xem dự báo thời tiết. Một cơn mưa bất chợt ao tới, biến khu du lịch đang đông đúc bỗng trở nên không một bóng người.